Xin chào quý vị anh chị và các bạn. Rất là vui khi được gặp lại quý vị trong một video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính thưa quý vị, hiện tại bây giờ là 4 giờ chiều ngày 5 tháng 5 năm 2022. Ngày hôm nay không có mưa đâu quý vị ạ. Từ sáng cho đến chiều, bầu trời trong xanh và có nắng. Khí hậu hôm nay rất là thuận lợi luôn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại con đường Bùi Thị Xuân. Trước mặt của chúng ta là ngã ba chùa. Bây giờ mình rẽ xuống con đường Nguyễn Văn Trỗi này. Dẫn quý vị anh chị và các bạn đi vào thăm ngôi chùa Linh Sơn một chút. Nếu như chúng ta rẽ trái là đi thẳng vào đường Nguyễn Văn Trỗi đó, và đi thẳng xuống đây cũng là đường Nguyễn Văn Trỗi, nhưng mà rẽ trái đi vào là ngược chiều đó quý vị ha. Cũng có rất là nhiều người rẽ trái để chạy một chiều vô đó, chạy ngược chiều vô đó. Thậm chí người dân địa phương muốn tiện đường cũng đi như vậy luôn. Nhưng mà thật sự ra đi như vậy rất là nguy hiểm. Và thậm chí công an phường 1 hai chỗ ở ngay đầu đường đấy, họ sẽ bắt và phạt chúng ta thôi. Tại vì đi sai luật giao thông rồi. Bây giờ thì mình đang có mặt tại cái ngôi chùa Linh Sơn. Đây là một trong những ngôi chùa cổ kính bậc nhất của thành phố Đà Lạt. Vào trong chùa thì tự nhiên trong lòng thấy nó bình yên và nhẹ nhõm hẳn ra. Mọi muộn phiền, bực tức đều tan biến đi đâu hết đó quý vị. Những chú bồ câu đang ung dung tản bộ và tìm thức ăn ở dưới sân chùa. Nhìn khung cảnh này phải nói vô cùng yên bình luôn quý vị. Trước mặt của chúng ta là khu dân cư của con đường Mai Hoa Thôn. Trong cái mảnh vườn này thì người ta trồng những cái cây bạch đàn rất là to cao, cổ thụ luôn quý vị, thẳng tắp luôn á. Và thân cây của nó thì phải hai người ôm hết đấy. Ở bên dưới là con đường Nguyễn Văn Trỗi đó quý vị. Chùa này thì có hai cổng đi vào, mình không biết cổng nào là cổng chính luôn. Đây cũng là một cổng, và hướng bên trên hồi nãy mình chạy vào cũng là một cổng nữa. Có lẽ đây là cổng chính đó quý vị. Lối đi vào rêu phong nó bám đầy đường luôn quý vị ha. Chứng tỏ rằng ngôi chùa này rất là cổ kính. Ngôi chùa này cũng rất là nổi tiếng ở trong thi ca nữa. Có bài hát Linh Sơn đâu đây, buông tiếng chuông ban chiều đó. Hiện tại bây giờ thì các sư thầy cũng như là các Phật tử đang tiến hành trang hoàng để mà chuẩn bị cho cái lễ Phật đản sắp tới đó. Lễ Phật đản là một trong những cái lễ lớn nhất của bên Phật giáo đó quý vị. Chúng ta cứ hiểu nôm na đó là ngày sinh của Đức Phật, ngày sinh nhật đó quý vị ha. Ở chùa Linh Sơn này thì người ta cũng đặt trụ sở của Giáo hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, trực thuộc Giáo hội Phật giáo của Việt Nam. Bây giờ mình sẽ rời khỏi ngôi chùa này thôi, sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn đi vào con đường Lý Tự Trọng, và chúng ta sẽ vòng xuống chợ Đà Lạt để cập nhật tình hình và tham quan một chút đó quý vị. Thank you.
Nếu như mà ở khu vực này mà chúng ta rẽ phải ở trước cái ngã ba kia để chạy ra khu bên đó là đường một chiều đó quý vị, không nên chạy như vậy quý vị ha. Muốn chạy ra khu bên thì chúng ta cứ lên đường Bùi Thị Xuân, vòng ra hồ Xuân Hương, rồi lên khu bên thôi. Nó có xa hơn một chút nhưng mà cũng đúng luật và giữ an toàn cho mình cũng như là giữ an toàn cho mọi người nữa. Kính thưa quý vị, đây là con đường Võ Thị Sáu. Con đường này thì nó nối liền giữa đường Bùi Thị Xuân và trên kia là đường Lý Tự Trọng. Nó cũng ngắn thôi quý vị ha. Chiều dài tầm khoảng 300-400 mét. Kính thưa quý vị, trong cái dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa rồi đấy, tại vì sao mà thành phố Đà Lạt lại vắng khách du lịch như thế đấy, thì một phần nguyên nhân cũng do cái tình trạng là môi giới du lịch, gọi nôm na là cò du lịch đó quý vị, cò khách sạn đấy, ôm phòng, ghim phòng và để chờ đến phút chót bán giá thật là cao. Thậm chí có nhiều đoàn khách đã đặt cọc khách sạn cho đoàn của mình trước đó rồi, nhưng mà sau đó người ta lại phá hợp đồng và trả lại tiền cọc cho cái đoàn đó, kêu là hết phòng rồi và chờ đến sát ngày 30 tháng 4, tức là cách đó 2 ngày đó, mới bán phòng có thể tăng lên gấp đôi. Ví dụ như là một phòng 400 thì có thể bán lên được 800, ăn rất là đầm luôn quý vị ha. Và những cái đoàn khách du lịch đấy, họ bây giờ không phải giống như ngày xưa nữa, họ thấy giá cả không hợp lý thì họ sẵn sàng hủy tour đi Đà Lạt và lựa chọn những nơi khác có giá cả mềm và hợp lý hơn, như là thành phố Nha Trang, Vũng Tàu, rồi Phan Thiết, Phú Quốc hoặc là những cái thành phố du lịch khác. Bây giờ khách du lịch ấy, họ có rất là nhiều sự lựa chọn để đi du lịch và cũng không nhất thiết là phải lên Đà Lạt. Nếu như mà Đà Lạt có một cái giá dịch vụ cao không hợp lý thì họ sẵn sàng hủy tour. Và trong dịp lễ vừa rồi thì những cái người làm dịch vụ du lịch, đặc biệt là những cái người ôm phòng, ghim phòng, cho đến cả những người chủ khách sạn nữa, đều bị thiệt hại cũng khá là nặng đó quý vị. Và đây là một cái bài học cho những người làm dịch vụ du lịch ở thành phố Đà Lạt trong tương lai. Khi mà lễ Tết này, rồi cho đến mùa cao điểm du lịch, nếu như mà không có làm dịch vụ cho tốt và giá cả hợp lý thì cũng có thể nhận cái kết quả giống như là cái đợt 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa rồi. Nói chung khi dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 vừa rồi mà Đà Lạt vắng khách du lịch đó, thì cũng có rất là nhiều nguyên nhân. Đó là do thời tiết nè, rồi do tâm lý khách hàng, du khách họ sợ bị vỡ trận giống như là cái dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi phải ngủ ngoài đường. Và một phần nguyên nhân là giống như hồi nãy mình vừa mới nhắc đó quý vị. Và qua cái dịp vừa rồi ấy thì mới cho thấy rằng Đà Lạt không phải là cái điểm lựa chọn ưu tiên hàng đầu đối với khách du lịch. Bây giờ có rất là nhiều những cái thành phố du lịch khác nổi lên, cạnh tranh rất là gay gắt với Đà Lạt. Nếu như mà Đà Lạt không làm dịch vụ cho tốt thì khách hàng họ có thể quay lưng và đến những cái thành phố du lịch khác có dịch vụ tốt hơn, giá cả hợp lý hơn. Và thiết nghĩ rằng những cái nhà quản lý về du lịch của thành phố Đà Lạt cũng nên có một cái bộ quy tắc ứng xử đối với những cái người làm dịch vụ du lịch ở thành phố Đà Lạt. Giá cả thì minh bạch, không phải cứ mạnh ai nấy làm, thịt hô bao nhiêu thì hô, làm cho
cái ngành du lịch của thành phố Đà Lạt trở nên trong sạch hơn. Nếu không thì nó cứ loạn giá này, rồi nó cứ bát nháo, thì làm cho hình ảnh của du lịch thành phố Đà Lạt á, nó ngày càng xấu đi trong con mắt của du khách. Kính thưa quý vị, hiện tại bây giờ thì mình đang chạy vào con đường Nguyễn Thị Minh Khai. Mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn vào một vòng khu chợ Đà Lạt chiều nay quý vị ha. Cứ sau những cái dịp lễ như thế này thì Đà Lạt nó lại khá là ế ẩm và vắng vẻ, thậm chí là điều hưu nè quý vị. Nói chung năm nào cũng như thế mà thôi. Nó vắng cho đến hè luôn quý vị. Tầm khoảng giữa tháng 6 đó thì bắt đầu vào cao điểm của mùa du lịch, đó là mùa hè. Cái mùa đó thì nó không có đông đúc xô bồ giống như là những cái dịp lễ Tết, mà lượng khách đổ lên Đà Lạt rất là đều luôn quý vị. Không quá đông, cũng không quá vắng. Nói chung mùa đó thì những người làm dịch vụ du lịch của thành phố Đà Lạt á, có thu nhập đều đặn nhất. Chợ Đà Lạt chiều nay thì người bán rất là nhiều, còn người mua cũng khá là vắng. Ở trên kia có một cái bậc cầu thang dẫn thẳng từ khu ở bên vào khu chợ lâu đó quý vị ha. Khu chợ thời trang, bán áo quần ở đó. Cái điểm đó là cái điểm check-in chụp hình sông ảo huyền thoại của giới trẻ đó. Đứng đó mà chụp hình thì rất là đẹp đúng không quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay mình cũng làm một cái clip để dẫn quý vị đến tham quan những cái con đường thân quen, thân thuộc, và để cập nhật về tình hình của thành phố Đà Lạt trong thời điểm hiện tại bây giờ. Mấy hôm vừa rồi thì mình cũng dẫn quý vị đi vào rừng vào rú rồi. Thì hôm nay mình lại ra khu vực trung tâm để dẫn quý vị anh chị và các bạn đi dạo phố. Cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành với mình trong cái đoạn clip vừa rồi. Xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thật là vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp ở bên gia đình của mình. Bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.